xong rồi gạo cùng quay toàn ăn cho khán giả chị xem cho vui nha. Giờ mời khán giả chị và các bạn cùng xem với mình nha.
giúp. Video tới đây kết thúc. Cảm ơn khán giả, anh chị và các bạn đã xem hết video của Cuộc Vui Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại.